Làm thế nào để sử dụng ứng dụng VN Editor ở trên máy tính? Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tân Nguyễn Marketing và mình là Tân. Và ngày hôm nay Tân sẽ đi hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta sẽ sử dụng cái ứng dụng biên tập VN Editor ở trên máy tính. Đây là một cái ứng dụng rất là phổ biến và nổi tiếng. Bên cạnh đó, nó là một cái ứng dụng hoàn toàn miễn phí để biên tập video ở trên nền tảng điện thoại di động smartphone. Nếu ai quan tâm tới cái việc sử dụng trên điện thoại di động smartphone để biên tập như thế nào, chi tiết cụ thể từng tính năng của VN Editor thì các bạn có thể tìm kiếm trên kênh YouTube của Tân Nguyễn Marketing để các bạn có thể là hiểu được cái video đó và đón xem cái video đó để có thể là hiểu được những cái tính năng và cách sử dụng nó chi tiết như thế nào mà Tân đã xây dựng cho các bạn. Nếu những giá trị trong video sắp tới mà các bạn cảm thấy hay thì đừng quên bấm like và đăng ký kênh để tiếp tục nhận được những cái video hướng dẫn tiếp theo về các công cụ cũng như là về kiến thức, về kinh nghiệm trong marketing của Tân. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nội dung chính của video ngày hôm nay. Đó là cái nội dung hướng dẫn sử dụng cái phần mềm VN Editor đó ở trên nền tảng của máy tính, của laptop. Rồi, tại màn hình chính các bạn sẽ thấy được là cái phần project, take it và setting. Việc download về một cái phần mềm như thế này rất là đơn giản. Bạn chỉ cần lên trên Google bấm download VN Editor thì nó sẽ chạy về cái trang web chính của phần mềm này và ở đó nó có thu mục download cho các bạn. Các bạn chỉ cần bấm download về với cái máy của bạn là các bạn cài một cách bình thường như tất cả mọi phần mềm khác mà thôi. Với VN Editor thì các bạn cứ sử dụng cái phiên bản miễn phí thì các bạn có thể là biên tập được những cái căn bản nhất của một video rồi, không cần thiết phải là up lên cái phiên bản mà Pro làm gì hết. Tuy nhiên nếu mà các bạn muốn sử dụng những cái tính năng khác, thậm chí là những cái tính năng cao cấp hơn như hiệu ứng effect thì các bạn có thể lên cái Pro để các bạn có thể sử dụng được. Rồi, ở đây thì nó có cái phần mà Get Mobile này, là nó cho là download ứng dụng về điện thoại di động á. Thì như Tân nói, Tân đã có cái phần đó cho các bạn. Rồi với setting thì nó sẽ có những cái cài đặt cho các bạn về các cái thông số của video cũng như là phần mềm. Tuy nhiên thì những thông số này các bạn nên giữ mặc định ha. Xuất file rồi đóng logo rồi này các kiểu. Tất cả các thông số này bạn hãy giữ mặc định, bạn đừng có biên tập gì cả. Bạn chỉ quan tâm đến việc mà biên tập một cái video mới như thế nào. Thì việc biên tập nó sẽ rất đơn giản bằng cách các bạn bấm vào New Project. Rồi, bây giờ Tân sẽ phóng to cái này lên để Tân hướng dẫn tiếp cho các bạn ha. Rồi. Ở đây giống như là trên cái điện thoại di động vậy, nó cũng sẽ có những cái tính năng liên quan tới âm thanh phía dưới nè. Âm thanh bạn sẽ để vô cái layer dưới này. Cái video sẽ nằm ở đây. Hình ảnh hoặc cái video khác chồng lên thì sẽ nằm ở đây. Rồi chữ viết thì sẽ nằm ở chỗ chữ T này. Âm nhạc thì nó sẽ nằm ở đây. Rồi hình ảnh bìa thì nó sẽ nằm đây để các bạn biên tập. Trong khi quá trình các bạn biên tập thì các bạn sẽ xóa cái phần này đi để cho nó trống, tại vì đó là cái phần giới thiệu về VN Editor ở cuối mỗi video. Các bạn hãy nên xóa đi để cho cái video trở nên trơn tru và đúng ý các bạn hơn. Tiếp theo, Tân sẽ hướng dẫn những cái quan trọng ở phía trên. Ở phía trên nó sẽ có là phần photo, là những cái hình ảnh. Đây, đây những cái hình ảnh. Những cái hình ảnh này thì nó sẽ nằm trong cái phần thư viện ảnh của các bạn ở trên cloud. Bạn có thể là lấy về ha, bấm lấy về để nó load về cho các bạn ha, và bạn lắp lấy ra bạn sử dụng cách rất là dễ dàng. Ok chưa bạn? Rồi xóa nha. Delete, bấm vào. Ok, để delete một trong các cái thành phần thì các bạn chỉ cần bấm vào và các bạn bấm delete là xong ha. Nhưng mà nó yêu cầu các bạn là phải giữ một thành phần ở bên trong cái phần biên tập chứ không thể xóa hết. Nè, nó hiện lên delete này. Nhưng mà cái này thì sao? Nó ẩn cái delete đi. Nghĩa là nó cần một cái phần thành phần ở bên trong cái phần delete để chúng ta có thể biên tập chứ không cho xóa hết toàn bộ. Rồi, ok, tiếp tục các bạn sẽ thấy được là ở đây là có all
hoặc là video thì nó sẽ liệt kê video, còn photo thì nó sẽ liệt kê hình ảnh cho bạn thôi. Rồi phần resend là hiện tại nè, bớt là kiểu trong thùng rác ha, selfie là chụp camera trước, rồi chụp màn hình, rồi portrait và các kiểu ha. Rồi các bạn có thể là lựa chọn trong những cái thư mục nào thì các bạn có thể là tự động xuất ra và các bạn sẽ làm cái nguyên liệu để tiếp tục biên tập ở đây. Stock, full stock có nghĩa là cái kho để các bạn chứa những cái nguyên liệu của bạn ha. Nó có fabric default my stock. Nếu bạn muốn add một cái nguyên liệu nào vào âm thanh, video, hình ảnh thì các bạn có thể bấm vào inbox stock và bạn sẽ lấy từ máy tính của bạn, bạn bỏ vào. Rồi, ở đây Tân sẽ demo, Tân sẽ lấy thử một vài cái ha. Ví dụ cái hình này đây. Đó, nên là add vô stock rồi. Đi bỏ tiếp nè. Một cái video nào đi. Rồi, video 6 giây đi. Ok. Rồi, Tân đã bỏ vô rồi. Thì bây giờ Tân sẽ lấy ra. Tân bỏ vào đây. Rồi, thấy chưa? Rồi, cái hình lấy ra, bỏ vô đây. Đó, ok. Thì chúng ta đã có một cái timeline. Cái đây là cái thanh timeline nha các bạn. Cái thanh này là cái thanh timeline. Nó là nội dung video 16 11.6 giây, các bạn thấy không? Đó, khi chúng ta lướt về đâu, ngay cái đường 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 dọc này, đó chính là cái con trỏ của video. Con trỏ video sẽ đưa tới cái nơi mà các bạn cần muốn biên tập. Rồi. Tiếp theo element là những cái thành phần mà các bạn có thể chèn vào bên trong cái video các bạn. Những thành phần này có rất nhiều ha, về icon rồi về những cái biểu tượng rồi lá cờ quốc gia rồi nhiều cái ha. Nếu bạn thích cái nào thì bạn chỉ cần bấm vào cộng thì nó sẽ hiện ở đây thôi. Được chưa? Rồi sau đó bạn chỉ cần bấm để ở đúng vị trí nào, chiều dài nó bao lâu thì bạn có thể là kéo lui cho tới cho nó phù hợp. Nó sẽ chạy trong cái khoảng thời gian mà cái màu xanh này nó xuất hiện nè, demo cho bạn thấy luôn ha. Chạy tới đây thì sơn sai mới lên đó. Đó, nó chạy hết video luôn, chỉ xin đây. Ok chứ bạn? Các bạn không thích thì bấm vào và bấm delete là nó sẽ biến mất. Rồi, tiếp theo là cái phần mà test. Test là những cái kiểu chữ. Bạn có thể nhìn bất kỳ cái kiểu chữ nào bạn thích thì bạn có thể bỏ vào. Ví dụ như cái này. Thích cái này đúng không? Bấm, bỏ vào, test. Rồi, để anh cho chuột ra đây. Rồi, bạn chỉ cần bấm vô cái test này, bạn sửa lại thôi. Rồi. Thì nó chỉ bị cái lỗi là cái lỗi phông. Cái lỗi phông. Thì cái lỗi phông thì cái mà các bạn sẽ không có thể mà hiệu chỉnh được trừ khi các bạn tìm một cái kiểu phông khác. Sửa lại đây, Tân Nguyễn. Thì cái này nó không bị lỗi phông nha các bạn. Thì tùy thuộc vào cái kiểu mà các bạn lựa chọn thì có cái nó sẽ bị lỗi phông tiếng Việt, còn cái thì không. Nhưng mà nếu bạn đánh tiếng Anh thì nó sẽ không bị gì cả. Rồi, tiếp theo đó là phần music, là cái phần âm nhạc. Bạn muốn chèn vào trong đây thì bạn thích cái nhạc nào, bạn cứ bấm vào, bạn nghe thử. Đó, bạn nghe thử. Nếu mà ok thì bạn sẽ bấm use thì nó sẽ vào đây. Vào đây cho bạn ha. Rồi, bạn có thể là bấm kéo ở khúc nào cũng được. Rồi, muốn âm nhạc nó dài ra thì cứ bấm dài ra thôi. Đó, đơn giản như là vậy, đó là phần music. Rồi, trong phần music thì nó có liệt kê những cái có sẵn và cái bên phần My Music cho bạn. Các bạn thấy là import một cái âm thanh MP3 nào hoặc ngay cả MP4. Cái video bạn tách cái hình ảnh video ra, bạn chỉ cần lấy âm thanh video bạn vẫn có thể import được. Rồi, phần sau FX có nghĩa là những cái hiệu ứng. Những hiệu ứng này nó chỉ kéo dài một vài giây thôi. Ví dụ như tiếng vỗ tay hay là tiếng xe hơi hay là tiếng điện thoại thì nó sẽ nằm ở đây hết. Bạn chỉ cần là bấm vào đó. Bấm vào như thế này thì các bạn sẽ thấy được là nó
sẽ có những cái âm thanh gì và bấm view, thì các bạn sẽ đưa vào ngay cái đoạn mà các bạn muốn âm thanh đó. Ví dụ một tình huống bất ngờ, bạn sẽ wow lên âm thanh, kiếm âm thanh wow ngạc nhiên, các bạn sẽ để vào ngay chỗ đó thì giúp cho cái video nó trở lên hấp dẫn hơn đó, kiểu như vậy đó. Đó nó là cách rất là đơn giản rồi. Tân hướng dẫn xong cái phần menu bên đây, bây giờ đến là cái phần menu bên đây cho các bạn rồi. Phần menu cho các bạn bên đây là cái phần bộ lọc. Đầu tiên là bộ lọc nè, bộ lọc thì bạn có thể tinh chỉnh ở ngay đây ha. Đây Zino chưa chỉnh được nè, bộ lọc đó, bộ lọc về màu sắc bạn thể tinh chỉnh tùy thuộc các bạn ha. Đó rồi bộ lọc. Muốn refresh lại thì bấm reset thì nó về lại chế độ nguyên bản. Rồi cái phần mà tốc độ đây thì nó chỉ phụ thuộc vào video mới chỉnh được thôi nha, còn hình ảnh thì không chỉnh được tốc độ nha. Rồi video thì nó sẽ chỉnh được tốc độ, thì ở đây các bạn có thể là chỉnh được nó tăng hoặc giảm bao nhiêu, hoặc theo cái hình như thế nào, nhanh rồi chậm rồi lại nhanh ví dụ đó. Đó thì các bạn có thể là chỉnh theo ý của các bạn, hoặc các bạn chỉnh theo tốc độ bên đây luôn, là nó là 1x hay 2x hay là 3x, ví dụ 3x đó thì nó sẽ nhanh từ 5.6 giây, cái đoạn này mới 6 giây chỉ còn 1.87 giây mà thôi à, okay. Rồi đó, còn các bạn muốn quay trở lại thì các bạn sẽ bấm reset để nó quay trở lại như cũ ha. Rồi tiếp theo âm thanh. Âm thanh thì các bạn có thể là tăng volume được, hoặc là fade in fade out là âm thanh ra âm thanh vào. Đây là những cái rất là mấy cái này rất là phổ biến trong các cái trình mà biên tập ha, nó không có gì mà khác đi. Phần volume này là nó tăng cái tần số volume lên. Các bạn có thể giữ nguyên ha, giữ nguyên. Ở cái phần mà âm thanh thì bạn chỉ quan trọng là tăng cái volume chính ha. Tăng volume chính bạn tăng lên nó làm to âm thanh của cái video bạn, nếu các bạn mong muốn. Rồi, cái phần background. Cái phần background thì nó sẽ liên quan tới cái việc mà hình ảnh phía sau. Ví dụ hình ảnh phía sau đây nó mờ, đang màu màu như là màu sữa ha, trắng sữa ha. Giờ tôi sẽ đem một cái hình khác. Thì bạn thấy phía sau không? À, thì cái này phần làm mờ nha. Đó, rõ nè. Ok chưa? Con làm mờ nè, đó. Thì nếu mà bạn xuất theo cái kiểu file là hình 3:4 hình như thế này á thì bạn mới thấy được cái phía sau. Còn nếu bạn xuất theo cái kiểu file mà full màn hình luôn á, nếu mà cái hình góc của bạn á mà full luôn á thì bạn sẽ không thấy phía sau, ví dụ như vậy đó. Không, cái này vẫn thấy phía sau đó, như full nè thì bạn đâu thấy được phía sau đâu ha, bạn đâu thấy phía sau. Cái này cũng đâu có chức năng gì đâu đó. Ok chưa? Rồi tiếp theo đây là cái phần mà border, là cái viền. Thì cái viền của các bạn muốn màu gì thì các bạn có thể là chọn màu đó, ví dụ màu đỏ đó, mấy cái viền không, hoặc đây màu vàng. Các bạn hãy bấm vào nút subscribe đăng ký và sau đó bật chuông thông báo tất cả để nhận được những video mới nhất từ Tân. Đang chọn màu vàng đó, mình thấy cái viền màu vàng chưa đó, tùy thuộc vào các bạn ha. Rồi bấm reset lại thì nó sẽ về lại như cũ, reset. Rồi tiếp theo là cái phần mà zoom in zoom out. Thì nếu mà bạn zoom out thì nó kiểu như phóng to ra, và zoom in là zoom out là thu nhỏ lại, với zoom in là phóng to ra, thấy không đó. Zoom right là nó quay bên phải đó, còn move move right bên phải, move left là quay bên trái đó, move down là xuống dưới, và move up là lên trên đó. Ok chưa các bạn? Rồi tùy thuộc vào cái của các bạn nha. Rồi ở đây các bạn sẽ bấm redo nếu các bạn muốn quay trở lại bình thường ha, còn bấm tới để nó quay trở lại, undo và redo ha, undo quay trở lại bình thường, redo là nó tiếp lại cái hành động cũ đó. Những cái nút này rất quen thuộc. Còn đây là phần ghi âm, các bạn có thể là ghi âm cái âm thanh của các bạn. Tôi sẽ cập vào micro, ghi âm thì bạn bấm vào ghi âm thôi, đếm về không là bạn ghi
Tôi là Tân Nguyễn Marketing và hôm nay tôi sẽ chia sẻ các bạn thủ thuật VN Editor. Đó. Rồi, sau khi xong bạn có thể bấm nghe lại. Từ cái đoạn mà màu đỏ đây nè, rồi nó sẽ bắt đầu ra âm thanh của các bạn. Đó, bạn sẽ nghe ở đây. Nếu mà ok á, xong hết rồi, không chỉnh sửa gì cả. Chỗ này có phần mà tăng nhỏ cái âm lượng nè. Đó, bạn có thể tăng nhỏ âm lượng ghi âm với bạn. Hoặc bạn cắt cái phần ghi âm ra ở đoạn nào nếu mà bị dư thừa ở đây hoặc xóa luôn ở đây. Nếu mà tất cả mọi thứ ok thuận lợi hết thì bạn bấm cái dấu check này, có nghĩa là bạn chấp nhận cái đoạn ghi âm đó và đoạn ghi âm đó sẽ nằm ngay phần đây, record. Ok chứ bạn? Rồi, đó là Tân đã chỉ xong cái phần menu bên phải. Bây giờ cái phần ở giữa nè. Phần ở giữa đó chính là phóng to. Để chúng ta thấy ha. Rồi, phóng to. Rồi, đây là cái phần phóng to thu nhỏ ha. Rồi, còn đây là cái phần mà để cho chỉnh cái khung ảnh. Thì nó sẽ có những cái khung như là 16.9 là cho YouTube, là hình chữ nhật ngang. Instagram là 1.1 là hình vuông, 4.5 của Instagram luôn. 9.16 là của TikTok là hình chữ nhật dọc. Đó, nhiều về các thể loại khác ha, thậm chí có hình tròn ở đây luôn. Thì các bạn có tùy cái dụng ý, các bạn biên tập video cho cái gì thì các bạn có thể sử dụng cái thằng này để các bạn biên tập cho đúng cái khung. Ví dụ cho TikTok 9.16 á thì bạn có thể là chọn cái khung này. Thì nó sẽ ra cái khung 9.16 và sau khi biên tập xong á, bạn up lên trên TikTok luôn hoặc gửi về điện thoại để up lên trên TikTok luôn, rất là dễ dàng. Rồi, tiếp theo những cái phần bên dưới. Tôi hướng dẫn tiếp những phần bên dưới là cái cover, là cái ảnh mà ảnh bìa của video á, thì bạn có thể là chọn bất kỳ cái phần nào để các bạn làm cái ảnh bìa ha, tới đoạn nào thấy đẹp rồi bấm ok thì nó sẽ ra cái ảnh bìa cho mình. Đó, đây là cái phần ảnh bìa, ok chưa các bạn? Đó, bạn sẽ chọn đó là cái ảnh bìa cho cái video các bạn. Rồi, những cái ở đây là phóng to thu nhỏ nè, cái timeline, phóng to thu nhỏ cái timeline để bạn dễ dàng biên tập. Ví dụ bạn cắt trong phòng 0.5 giây hay gì đó thì bạn nên phóng to ra, bạn cắt nó chính xác. Ví dụ cắt về chút xíu đó, bạn cần cắt về một xíu thôi vậy, bạn nên phóng to ra để cắt cho nó chính xác. Còn khi mà bạn biên tập một cái đoạn dài mà cái clip bạn dài quá thì bạn có thể là thu nhỏ lại cho nó gọn rồi bạn có thể hiệu chỉnh được cho nó ok hơn. Đó là tùy thuộc vào cái dụng ý các bạn ha. Rồi, tương tự như vậy, mấy cái này là bật cái chế độ lên. Ví dụ chế độ mà cái lớp thứ hai, lớp hình ảnh video thứ hai, nếu mà các bạn muốn tắt cái phần này đi thì bạn bấm vô đây nó sẽ tắt mất. Tương tự như vậy, chữ T là chữ, nó cũng vậy. Rồi, âm thanh cũng vậy, ok chưa? Rồi, phần cái timeline ngay đây cũng vậy. Đó là những cái mà bạn lưu ý. Rồi, tiếp theo Tân sẽ hướng dẫn ở bên dưới. FX là cái phần về hiệu ứng. Đó, hiệu ứng ra vô như thế nào, bạn có thể là tùy thuộc vào cái cách của bạn, bạn có thể chọn cái hiệu ứng sao cho nó phù hợp. Đó, những hiệu ứng. Rồi, trim là các bạn sẽ cắt trong khoảng thời gian bao lâu. Ví dụ cái đoạn này bạn muốn lấy ra là 1 giây thì nó sẽ canh cái khoảng thời gian 1 giây. Đây, cái phần màu vàng đây là 1 giây. Bạn có thể tùy chỉnh ngay cái chỗ này. Bạn cắt ra bao lâu? Ví dụ 0.3 giây đi, là đoạn này 0.3 giây. Dù bạn cắt tới cái phần này đúng không? Bấm ok. Thì nó tự động cắt ra cái phần 0.3 giây. Đây cho bạn ha, nguyên mà cái thực thể, cái đoạn thực thể đó nó sẽ cắt ra chỉ còn 0.3 giây đúng như đây cho bạn thôi. Quay trở lại thì bấm Undo, quay trở lại thôi, ok chưa? Rồi, Extract Audio là trích xuất cái audio ra. Trích xuất ra, nó vừa trích xuất ra, bây giờ tân xóa cái này thì nó sẽ không còn âm thanh của cái đoạn video này nữa. Bạn nghe nó sẽ mất âm thanh. Đó, mất âm thanh hoàn toàn. Nhưng là nó trích xuất cái âm thanh và cái video ra hai cái thực thể khác nhau và bạn có thể tác động riêng biệt trên mỗi thực thể đó. Rồi, Duplicate là nhân bản lên, gấp đôi lên. Đã gấp đôi lên. Rồi split là cắt thôi ha, cắt đoạn nào thì bấm split để cắt thôi, cắt đó thì nó chia thành hai cái này ha. Cái này cắt tiếp nè,
Đó, chia thành hai cái tiếp này. Và khi chia như vậy thì nó sẽ thành hai thực thể và bạn sẽ tác động lên hai thực thể khác nhau như vậy. Rồi, delete là xóa. Ha. Crop là chỉnh khung. Chỉnh khung cho cái đoạn đó thôi nha, chứ không phải là chỉnh khung cho cái nguyên cái video. Cái này là chỉnh khung cho nguyên video. Còn đây là chỉnh khung cho cái đoạn đó thôi. Ví dụ Tân sẽ chỉnh khung cho cái đoạn này là hình vuông thì sẽ chọn vào cái 1:1 luôn. Đó. Đó thấy chưa? Bạn thấy hình vuông nha, bạn thấy hình vuông nha. Còn cái hình mà hình xăm ở dưới đây là cái nền. Ok chưa? Rồi. Merge là lập. Đây, lập. Lập, thấy chưa? Lập. Rồi. Flip. Flip là lật dọc. Đó, lật dọc. Này lật ngang. Rồi. Fill là lấp đầy ha, lấp đầy cái khung nha. Đó, lấp đầy cái khung. Rồi, forward là đẩy lên trên. Đẩy cái này lên trên. Đẩy cái lớp layer này lên trên. Đó. Dùng kéo ra đây này, thì bạn sẽ thấy là cái này nó sẽ chồng lên cái này. Chạy thử nha. Thấy à, nó chồng lên chưa? Nó chồng lên chưa? Nó chồng lên và nó che luôn cái phần kia. Ok chưa bạn? Rồi, đó là tất cả những cái tính năng chính của VN Editor mà các bạn cần biết. Nó giống như trên điện thoại mình thôi, nhưng mà việc mà chúng ta thao tác ở trên máy tính thì cái màn hình nó rộng hơn và chúng ta thao tác bằng chuột thì nó cũng dễ hơn là chúng ta sẽ thao tác bằng tay. Với cái VN Editor này thì nó sẽ dễ dàng cho các bạn trong cái việc biên tập video, và thật ra cái hay nhất của nó là nó đầy đủ tính năng mà nó lại hoàn toàn miễn phí cho các bạn ha. Rồi, ở đây cái nút lưu có nghĩa là lưu cái dự án này lại. Ví dụ bạn làm ra trong quá trình bạn làm, bạn chưa làm chưa xong hay là bạn cần hiệu chỉnh nhiều thứ nữa thì bạn có thể là bấm cái lưu để bạn lưu lại và nó sẽ nằm ở đây. Khi nào mà bạn muốn hiệu chỉnh tiếp để bạn xuất file thì bạn chỉ cần bấm thẳng vô thì nó sẽ lưu lại toàn bộ quá trình cho các bạn. Rồi, sau khi mà bạn biên tập hết tất cả những cái thứ cần thiết để ra một cái thành phẩm rồi á, thì bạn hãy bấm xuất file, bấm như đây. Thì nó sẽ ra cái phần xuất file cho các bạn. Thì xuất file mặc định là chế độ HD 1080p và 30 khung hình trên giây. Thì cái chế độ này là chế độ chuẩn nhất ha. Và Tân cũng luôn dùng cái chế độ này để làm. Còn không á, thì các bạn hãy bấm audio thì bạn sẽ tùy chỉnh lên 4K hay là 60p các kiểu. Thì khi mà lên cái dung lượng, cái chế độ mà cao hơn á, thì cái dung lượng file á, nó sẽ là lớn hơn và bạn sẽ mất nhiều bộ nhớ hơn để chứa nó. Ví dụ ở đây á, 14 giây này thì nó sẽ mất là 16.05m. Nhưng mà bạn tăng lên 4K thì câu chuyện nó hoàn toàn khác. 41, bạn tăng lên 60, 100 mấy á. Gần 197, bạn thấy ghê chưa? Nên là các bạn hãy để auto, để giữ một cách bình thường cho nó. Ok chưa các bạn? Giữ cho nó ở cái chế độ mặc định là 1080, tức là 30. Rồi, quay trở về chế độ này đi. Rồi, để auto, để mai mốt xuất file thì nó nằm ở cái con số mặc định này để các bạn có được cái dung lượng tốt nhất khi mà các bạn có thể là file. Rồi, đây là cái phần mà nó sẽ xuất ra, thì nó sẽ nói bạn là xuất vào cái ô này. Nếu mà không thích thì các bạn có thể để ra ngoài desktop, thì nó sẽ đưa ra ngoài desktop cho bạn để bạn dễ dàng quản lý. Rồi, sau khi xong thì các bạn bấm export thì nó sẽ xuất ha. Sau khi xuất xong thì Tân sẽ mở ra cho các bạn coi thử. Và mình sẽ kết thúc. Lên. Rồi, đã xong rồi đó. Bây giờ Tân sẽ mở ra thành phẩm cho các bạn coi thử ha. Ok. Xong. Ok các bạn, vừa rồi thì Tân đã hướng dẫn cho các bạn toàn bộ full đầy đủ tất cả những cái tính năng của phần mềm VN Editor ở trên máy tính và bạn đủ sức hiểu và biên tập cái phần mềm như thế nào. Cùng với cái việc kết hợp với VN Editor ở trên điện thoại thì Tân tin chắc bạn có thể dư sức
sử dụng cái VN Editor ở trên máy tính và kết hợp hai cái này lại với nhau để sản xuất ra những cái video chất lượng, cũng như là biên tập video cách dễ dàng nhất trong một cái phần mềm hoàn toàn miễn phí nhưng rất nhiều tính năng cần thiết để các bạn có thể hiệu chỉnh ra một video đẹp và chuyên nghiệp. Bạn có thích VN Editor hay không? Hãy comment bên dưới video để Tân được biết nhé. Nếu video này cảm thấy bổ ích và mang giá trị với các bạn thì đừng quên bấm like video và bấm đăng ký, sau đó bật chuông thông báo để tiếp tục nhận được những video hướng dẫn khác trên kênh của Tân Nguyễn Marketing. Những video về hướng dẫn công cụ trong marketing online cũng như chia sẻ những cái góc nhìn, kinh nghiệm, kiến thức marketing dành cho tất cả các bạn, những người đang quan tâm tới marketing online cũng như ứng dụng marketing online vào trong công việc. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video hướng dẫn khác.